Sử Tàu Gỗ hôm nay giới thiệu đến các bác tác phẩm Đạp Mà Hàn Long được chế tác từ chất liệu gỗ chắc đỏ đen. Tác phẩm có mã TDM073, có kích thước cao 1m40, ca kỷ có 1m59, ngang 64 và sâu 34, hiện tại còn nặng 54,5 kg, và tác phẩm có giá bán bên em là 45 triệu đồng và miễn phí ship toàn quốc cho tác phẩm này. Một tác phẩm liền khối đến 95%, có một vài chi tiết nhỏ trong vô thôi các bác nhé. Còn lại thì hàng liền khối đặc và được đục rất là đẹp và truyền thân. Tác phẩm được chế tác từ chất liệu gỗ chắc đỏ đen rất là quý hiếm và giá trị. Gỗ chắc là một trong những loại gỗ có giá trị cao và ngày càng quý hiếm. Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu qua cho các bác về 4 đặc điểm tiêu biểu của gỗ chắc đỏ đen. Gỗ chắc rất là bền, thuộc một cây gỗ lớn, gỗ rất cứng, rất nặng, rất dai và không bị cong vênh, chịu được mưa nắng rất là tốt. Và bàn ghế hay là tủ mà đóng bằng gỗ chắc thì có thể tồn tại đến hàng trăm năm. Và đặc điểm thứ hai của gỗ chắc đó chính là rất là đẹp. Thớ gỗ rất là mịn, vân chìm nổi những đám mây, có mùi chua nhưng mà không hăng. Và gỗ có tinh dầu nên là khi mà các bác sử dụng, các bác càng lau thì tinh dầu nổi lên thì sẽ càng bóng. Và ngoài ra thì gỗ chắc rất là lành, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng. Và gỗ chắc là một loại gỗ quý có giá trị rất là cao và ngày càng khan hiếm. Và trong tất cả các loại gỗ thì gỗ chắc đỏ đen thuộc nhóm gỗ top 1 luôn các bác nhé, và rất là quý hiếm. Và tác phẩm Đạp Mà Sư Tổ là một trong những cái tác phẩm mà đem lại ý nghĩa rất là tuyệt vời, có khả năng trấn trạch vô cùng tốt. Và tượng Đạt Ma là một hình ảnh một vị sư tổ được khắc họa với một bộ râu dài xồm xoàm, khoác áo choàng, chân đi chân trườn và tay thì cầm thiền trượng. Và hình ảnh sư tổ Đạt Ma mang tướng mạo hùng dữ, đôi mắt luôn trợn trắng, mày quặm lại. Người ta quan niệm rằng tượng Đạt Ma mà có thần thái càng hùng dữ thì sẽ có hiệu quả trấn trạch càng cao. Và có thể nói khi điêu khắc một pho tượng Đạt Ma đẹp thì người nghệ nhân gặp khó khăn lớn nhất là điêu khắc đôi mắt của ngài. Đôi mắt của sư tổ Đạt Ma thường to, sâu thẳm, thần thái thì như đang nhìn vào hư vô, đôi mắt trừng trừng bất động như có một mãnh lực vô hình khiến người ta phải khiếp sợ. Và có rất là nhiều những cái dáng tượng Đạt Ma sư tổ, nhưng mà một trong những cái dáng tượng tiêu biểu nhất đó chính là Đạt Ma Hàn Long hoặc là tác phẩm Đạt Ma Thế Võ. Đây là một trong những cái bức tượng mà đem lại cái hiệu quả chiến tranh tốt nhất các bác nhé. Và hình ảnh này thì thể hiện được sức mạnh, ý chí sẵn sàng chiến đấu bất kể tình huống nào xảy ra. Ý nghĩa của sức mạnh tiềm ẩn bên trong đó chính là tư thế chiến đấu, chính là vũ khí sắc bén nhất để đánh bại mọi kẻ thù. Tượng gỗ Đạt Ma Hàn Long đặt trong phòng khách hay là trong phòng làm việc không chỉ giúp gia chủ ngăn chặn được tà ma ngoại đạo xâm nhập mà còn bảo vệ gia đạo bình yên, thể hiện sự oai hùng, phong độ của người chủ trong gia đình, một người lãnh đạo trong công ty. Và ở tác phẩm này, Đạt Ma Hàn Long tức là Đạt Ma ngự trên rồng. Rồng là một trong những cái tác phẩm mà đem lại thu hút được rất là nhiều tài lộc, may mắn và thịnh vượng cho gia chủ, đặc biệt là bổ trợ cho những bác chúng ta làm về kinh doanh. Rồng hay còn gọi là long ở trong bộ Long Lân Quý Phượng là một trong những cái linh vật phong thủy đem lại rất là nhiều may mắn tài lộc đúng không ạ? Và tác phẩm này như các bác chúng ta có thể nhìn thấy là rồng được chạm khắc rất là kỹ, được đục rất là tỉ mỉ từng chi tiết một. Và tượng Đạt Ma Sư Tổ này thì có kèm luôn cả kỷ, nên khi các bác mua về, chúng ta có thể trưng bày trực tiếp tại gian phòng nhà mình. Và hình ảnh vị Đạt Ma Sư Tổ, chúng ta có thể thấy được là sự giác ngộ của Phật giáo tối thượng của ngài, khiến chúng ta tưởng nhớ đến công lao của ngài với thiền học và đặc biệt là tông phái Thiền Tông. Và tác phẩm Đạt Ma là một trong những cái dáng tượng rất là phổ biến hiện nay. Và những cái vị trí mà các bác chúng ta có thể đặt tượng tại các cái phòng làm việc, thư phòng, văn phòng hay cửa hàng. Và hướng mặt của Đạt Ma thì hướng ra cửa chính thì sẽ giúp cho ngài trông coi nhà cửa, trấn trạch và bảo vệ gia đình, ngăn chặn được năng lượng xấu vào trong nhà. Và ngoài ra thì các bác chúng ta có thể đặt tượng ở những cái hướng xấu ở trong bát trạch, hoặc là quay mặt ra hướng xấu trong nhà để cũng có thể trấn trạch tốt các bác nhé. Và tuyệt đối thì không đặt tượng ở dưới đất và không đặt ở gần những cái nơi vệ sinh nhà kho, hay là quay mặt vào trong nhà vệ sinh nhà kho, những cái nơi không sạch sẽ, ví dụ như là nhà bếp, phòng ăn hay là phòng tắm thì cũng không nên đặt các bác nhé. Và cũng một nơi nữa mà không nên đặt đó chính là phòng ngủ hoặc là dưới gầm cầu thang, sát cầu thang. Và vừa rồi thì em đã cùng với các bác chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa và cách đặt tượng Đạt Ma làm sao cho hợp và đem lại hiệu quả chiến tranh tốt các bác nhé. Và đây là mặt sau của tác phẩm, mời các bác chúng ta cùng chiêm ngưỡng.
Và nếu như các bác chúng ta quan tâm đến tác phẩm đạp mà Hàn Long, chất liệu gỗ chắc đỏ đen, có mã là TDM073, các bác có thể liên lạc với xưởng tự gỗ qua Zalo hoặc hotline của cửa hàng 0355678885 hoặc số 0868688137 để được tư vấn cụ thể hơn. Và đặc biệt là xem xong video, các bác hãy đăng ký để ủng hộ cho xưởng tự gỗ. Các bác nhớ ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh xưởng tự gỗ. Cảm ơn các bác rất nhiều.